ngày 28 tháng 1, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tại nhà văn hóa cộng đồng Bản Cà Sen, xã Thanh Hóa, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tổ chức chương trình Xuân biên giới Tết vùng cao. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Phan Xuân Khánh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Võ Ngọc Thanh, trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ở huyện có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Ủy viên Thường vụ, trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Chương trình nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn và mang không khí vui Tết đón xuân mới đến với đồng bào, thanh thiếu nhi nơi biên giới. Đồng thời, đây là chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Quảng Bình, hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã trao tặng 70 cặp bánh chưng xanh, 70 phần quà Tết cho bà con đồng bào Mã Liềng, dân tộc Chứt ở bản Cà Sen, xã Thanh Hóa. Tổ chức hội chợ nhân đạo tặng 158 phiếu, trị giá 300.000 đồng trên phiếu, mua các mặt hàng thiết yếu miễn phí, trao quà hỗ trợ cho Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hóa, trường mầm non Thanh Làng và đồn biên phòng Cà Sen. Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình trao 19 suất quà Tết cho các hộ đồng bào dân tộc khó khăn và người có uy tín của bản. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên thanh niên đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho thanh thiếu nhi và bà con nhân dân, tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền về quản lý sử dụng pháo hoa, thăm hỏi, tặng quà cho các gia làng, trưởng bản trên địa bàn xã Thanh Hóa.